Đang quay rõ nhá, đường này nhá. Được chưa? Mọi người sẵn sàng hết chưa? Rồi, ok này. Bắt đầu này. Trên cái tờ giấy đấy thì một nửa cũng được của các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn. Tròn. Rồi, trong cái đường tròn này các bạn sẽ vẽ một dấu nhân. Sau khi dấu nhân xong rồi thì vẽ một đường gạch ngang. Thấy chưa? Úi dồi, gần gần compa rồi. Rõ vào. Rồi, được rồi. Và bạn có thấy không? Cuộc đời chúng ta có 6 cái mục tiêu. Cái này nó gọi là bánh xe cuộc đời. Tôi gọi là bánh xe cuộc đời. Đừng có ai trong đầu nghĩ rằng à, bánh xe cuộc đời cái gì? Nha. Còn nếu mà nghĩ rồi thì cứ tạm nghĩ thế đi để xem mình có chính xác hay không. Đấy. Nào, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là gì? Điều gì là quan trọng nhất với cuộc đời chúng ta? Ờ, rồi, sức khỏe. Sau đấy là gì? À, hạnh phúc gia đình. Sau đấy là gì nữa? Rồi, sự nghiệp, tài chính đấy. Là tài chính, tiền đấy. Rồi, tiền. Sau đến gì nữa? Rồi, phát triển bản thân. Gì nữa? Sau đến gì nữa? Rồi, mối quan hệ. Có gì nữa? Rồi, hưởng thụ cuộc sống này. Rồi, ok. Rồi. Bằng quan điểm của các bạn, hãy sắp xếp thứ tự đi. Bạn thấy cái điều gì là quan trọng nhất với bản thân bạn? Lên số 1, sau đó rồi thì bạn sẽ tiếp tục. 2, 3, 4, 5, 6. Đặt điện. Đấy. Sức khỏe, hạnh phúc gia đình, sự nghiệp, mối quan hệ, phát triển bản thân, hưởng thụ. Đấy. Ừ. Chỗ chỗ hoa, hoa lùi lại một tí, xong là chỗ em cái lùi lại một chút để bạn các bạn đằng sau đỡ bị đúng rồi, đỡ bị khuất 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 khuất. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Rồi. Nào. Ai trong số các bạn đã xếp xong rồi thì đọc qua đây để tôi sẽ viết cho các bạn nào. Nào, ai à, em là gì nào? An hả? Ờ, An là gì nào? Một, phát triển bản thân. Rồi, sức khỏe. Sự nghiệp rồi. Mối quan hệ rồi. Ừ. Hưởng thụ. Rồi, bạn An của chúng ta. Rồi, ai nữa ạ? Ừ, chị quên sao? Rồi, sức khỏe. Hai là hạnh phúc gia đình. Ừ. Ba là phát triển bản thân. Ừ. Tư là xây dựng các mối quan hệ. Mối quan hệ. Năm là tiền tài chính. Sáu là hạnh phúc. Đấy, chị quên của chúng ta là cái này. Rồi, ờ, em xem sao? Rồi. Một là sự nghiệp rồi. Ừ. 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 Em là gì nhỉ? Ngân ờ. Ừ. Em Hoa là gì? Ừ. Rồi. Ừ. Năm là mối quan hệ. Số 6 là ừ, thưởng thụ à? Hoa. Ai? Ờ à, em. Ừ. Ừ. Em là Huyền. Ai nữa nào? Rồi Long. Ừ. Ừ. Rồi. Ừ.
Long. Còn ai nữa? Rồi. Loan xếp chưa? Từ xưa đã xếp. Ngày xưa đã được bao giờ tôi huấn luyện cái này bao giờ chưa? Rồi. Ừ. Thế thì thôi con cho. Thế thì thôi rồi, ai chưa từng được huấn luyện cái này cơ thì sẽ xếp như sẽ xếp này. Em là gì? Em một là sức khỏe. Dạ. Hai là phát triển bản thân. Ừ. Ba là nghiệp. Ừ. Bốn là gia đình. Ừ. Năm là một cơ thể. Em là gì nhỉ? Oanh. Còn một người nữa. Đọc. Ai? Em là gì? Ừ. Rồi. Hai là gia đình. Ừ. Ba là sự nghiệp. Bốn là phát triển bản thân. Năm là gia đình. Em là gì nhỉ? Thường. Elena Thương. Đấy, đổi chứ không thường nữa. Rồi các bạn thân mến, các bạn thấy chúng ta đây là xã hội thu nhỏ và chúng ta thấy là mỗi người hầu như sẽ có một cái bảng này, cái bảng bánh xe khác nhau. Bánh xe khác nhau. Thế thì với cái bảng bánh xe cuộc đời này, chúng ta đây cũng hoàn toàn là một kỹ thuật để đọc vị cuộc đời họ. Đọc vị cuộc đời họ. Một cái bảng này sẽ cho biết là thứ nhất là họ, cuộc đời của họ có trở nên giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc hay không. Đọc qua bảng này biết luôn. Thứ hai, cho họ biết là họ có hiểu gì về tất cả những nguyên lý của cuộc sống không? Và các cái cách thức hiệu quả để thiết kế quản trị cuộc sống này không? Đấy. Bây giờ, điều đầu tiên khi bắt đầu bạn làm với bất cứ ai mà thấy họ mà xếp cái phát triển bản thân ở mức độ thấp. Nhá. Càng thấp từ 3, 4, 5, 6 giờ xuống thì càng phải lưu ý. Mình sẽ bắt đầu quan sát ra cuộc sống thật và nói chuyện với họ. Bởi vì những người đặt phát triển ở mức bản thân, mức độ thấp này này, một là họ phải là triệu phú rồi, họ cực giàu rồi. Đấy, họ cực kỳ sáng láng mọi thứ rồi, họ mới đặt cái này ở đây. Còn nếu không, người chưa có thành công thành tựu gì mà đặt cái mức độ phát triển bản thân đây thì cuộc đời họ sẽ đi ngang, đi ngang, đi ngang và xuống dốc. Đấy. Còn nếu những người bắt đầu phát triển ở đây, mà họ đang là người nghèo thì họ sẽ giữ trạng thái này bền vững. Nên gọi là sẽ nghèo bền vững. Đấy. Cho nên ta phải biết những cái chìa khóa như vậy, biết cái con đường, cái đường cao tốc như vậy để mà tránh đi. Đấy như nào? Bởi vì mình không ý thức được việc đấy thì mình sẽ hành động theo kiểu khác. Hành động theo kiểu khác tức là mình rẽ đi lối khác thì nó sẽ đến một địa chỉ khác. Nó là như vậy. Rồi. Tiếp theo. Thế nếu mình bắt đầu thấy những người mà để sức khỏe lên số 1. Ừ. Thì có mấy thứ. Một là trong người họ đang có thấy cái bất an về sức khỏe, cho nên họ sẽ muốn giải quyết vấn đề gì trong cơ thể của họ. Đấy. Hai là họ là người rất ý thức về sức khỏe, cho nên chăm chút nó. Và ba là họ công tác trong cái ngành này, cho nên họ sẽ yêu cái nghề nghiệp của họ. Được chưa? Thế thì đối với những người mà chăm sóc sức khỏe, họ cho rằng đó là số 1, họ chăm chút, thì mình sẽ nhìn họ. Nếu mà trang phụ kiện của họ rất đắt tiền, rất là ok, mặt mũi của họ, mặt hoa da phấn, khuôn ngan, dung nhan rồi khuôn ngài các thứ là tươi tắn, body đẹp, thì người này đang có một cuộc sống ok và đúng là sức khỏe bản thân, họ chăm chút là số 1. Đấy. Được chưa? Một. Thế sau đó thì đấy, thứ hai, nếu mà ta lại nhìn này, nhìn họ. Body thì đẹp nhưng mà mặt thì là âu sầu. Ừ. Thế thì có thể là họ đang muốn giải quyết vấn đề gì đó thuộc về kể cả vấn đề bệnh tật hay vấn đề về cảm xúc bên trong. Đấy, đang bị cái sức khỏe này. Họ đang lo lắng về sức khỏe. Và thứ nữa bên ngoài nữa này, có thể là cái người này bị một cái trải nghiệm trong quá khứ, họ sẽ nghĩ rằng là hoặc là họ đang là trụ cột gia đình. Họ sẽ bảo sức khỏe là số 1 bởi vì nếu mà tôi mà chết thì gia đình tôi tan luôn. Thì họ sẽ lo lắng điều đấy, cho nên họ sẽ lo lắng về sức khỏe này.
thì cái người này lại chính vì điều đấy lại hút bệnh tật về người mình, hút rất nhanh. Đấy, cho mẹ nhá. Thế thì chúng ta sau này ta có một chỉ số để hỏi tiếp này. Thế thì thường sáng chị dậy mấy giờ? À, mà chắc khoảng 7-8 giờ thôi xong rồi. Đấy, chỉ số số 1 sức khỏe, nếu đã chăm sóc sức khỏe thì mình phải dậy từ 5 giờ 5 rưỡi sáng để tập thể dục. Mà tập là tập thật chứ không phải dậy là lau cầu thang mà là tập thể dục, không phải như vậy đâu. Tập thể dục là tập thật để cho nó thư giãn, để nó khỏe mạnh, chứ không phải lau cầu thang là tập thể dục không được. Thế xong có những người lại dậy mấy giờ, dậy 5 giờ, dậy làm gì, dậy xong rồi khoác cái chăn một người xong ngồi đọc sách để sinh hoạt cái đội nhóm gì đang phát triển bản thân, cũng không ổn. Ừ. Nha, yeah. Đừng có ổn cái chuyện đấy. Nào, tập thể dục là tập thể dục. Rồi giờ xong đó thì bảo thế bạn ngủ là mấy giờ? Bảo chị lúc 11 rưỡi 12 giờ, hôm nào phim bộ hay có cái gì lướt lướt đọc sách cái thứ thì đến khoảng 12 rưỡi 1 giờ thì đấy. Hỏng rồi. Bởi vì 10 giờ là cơ thể chúng ta bắt đầu phải đào thải rồi, mà lại như vậy thì nghĩa là chúng ta không tôn trọng sức khỏe của mình rồi. Thế mà dám đặt lên số 1, ưu tiên số 1 quan trọng nhất là. Vậy thì phá sản ngay cái mục tiêu quan trọng nhất. Vậy thì những mục tiêu đi sau thì làm sao mà thực hiện được? Đúng không nào? Đấy nhá, người lại không hiểu gì về cái chuyện này rồi. Đấy, ăn uống thì chưa nói chuyện. Rồi. Đấy, đấy là những người đặt về sức khỏe thì ta sẽ nhìn hỏi họ như vậy. Rồi, đối với những người mà rồi đặt sự nghiệp lên số 1. Sự nghiệp số 1 thì ta hỏi này. Nào, đặt sự nghiệp lên số 1. Nếu là sự nghiệp thì mỗi ngày ta phải tiến bộ được ít nhất 1%. Phải xác định được như vậy. Nghĩa là gì? Ngày hôm nay công việc nó phải hiệu quả hơn ngày hôm qua. Ngày mai nó phải hiệu quả hơn ngày hôm nay. Chứ không thể nào để sáng đi làm tối về xem TV, xong sáng đi làm tối về xem TV cứ mấy chục năm dòng dã như vậy được. Thì chả có gì gọi là sự nghiệp cả. Được chưa? Và mỗi một năm bạn phải tăng trưởng 300, 500 cho đến 1000%. Thì đấy mới gọi là sự nghiệp. Được nhá. Chứ còn nếu chỉ có thế thôi, đội nhóm mãi như thế thôi, mình bán hàng mãi như thế thôi, mình làm việc mãi như thế thôi thì bạn chưa hiểu gì vấn đề là việc sự nghiệp ưu tiên số 1. Mà cái ưu tiên số 1 của bạn mà cứ dậm chân tại chỗ đấy thì các ưu tiên khác là thế nào? Được chưa? Rồi, tiếp tục. Nếu ai đó đặt hạnh phúc gia đình lên số 1 thì nó gần tương đương như sức khỏe. Thì nghĩa là người này đang có cái bất hòa trong gia đình cần phải giải quyết. Chuyện vợ chồng đang cần phải giải quyết. Sau đó cần phải giải quyết. Được chưa nào? Nhất là rất rõ nhất là chuyện vợ chồng. Cái người gần gũi nhất ấy, là họ đặt hay là mất kết nối nghiêm trọng với con ấy, chẳng hạn, thì họ sẽ muốn giải quyết cái đấy đầu tiên, bởi cái đấy là đau đầu cho họ nhất. Được chưa? Thế thì nếu mà họ đặt là hạnh phúc gia đình lên số 1 thì mình sẽ nhìn họ. Nếu họ mặt hoa da phấn, nói năng êm dịu, nhẹ nhàng, ngon lành, tất cả mọi thứ đều sáng láng thì ô, người này đã có một cái cuộc sống tuyệt vời. Thế còn nếu mà đặt hạnh phúc gia đình lên là số 1 mà nhìn người này âu sầu, trông héo hon, trông mặt mũi nhiều cái thứ thì mình biết ngay là hạnh phúc gia đình, các mối quan hệ đang có vấn đề. Mình biết ngay lập tức. Được chưa? Và hỏi chuyện biết ngay. Ta hỏi chuyện. Hỏi chuyện để đọc vị được suy nghĩ của họ qua ngôn ngữ. Đấy, đấy. Cái hạnh phúc của sức khỏe, cái sự nghiệp là như vậy. Được. Thế bây giờ tôi hỏi một bạn là phát triển bản thân. Rồi, ai An nữa nhỉ? An. Rồi, kế hoạch của em là như thế nào trong năm nay và những năm sau nữa? Phát triển bản thân của em trong năm nay cụ thể cái chương trình học em là gì? An tuyệt vời, rất tốt An. Rồi, có thể liệt kê một vài cái tên khóa học không? Khóa học cô Tươi ạ. Cô Tươi. Khóa học của thầy ạ. Rồi, thầy Hương. Rồi. Khóa học em học xong khóa học của thầy Joseph Maxwell rồi. Joseph Maxwell. Chuẩn bị học khóa học của thầy Toàn. Thầy Toàn marketing. Đấy, còn đâu thì từ giờ đến cuối năm tiến viên. Ok. Yeah, tốt. Đấy. Đấy mới là phát triển bản thân. Chứ không phải phát triển bản thân là gặp mấy ông cơ quan, mấy ông có kinh nghiệm để hỏi han cái gì đấy. Không phải đấy, không phải phát triển bản thân. Học phát triển bản thân là bạn phải học những khóa chuyên ngành chuyên nghiệp. Thì nó mới tạo ra sự đột phá của nhận thức và năng lực. Được chưa? Thế thì nếu ai đặt ra cái phát triển bản thân là thế này thì bạn hỏi, và khi hỏi được ra những này toàn những cái khóa học mà hay của những người thầy đã thực sự thành công trên thị trường, nổi tiếng trên thị trường thì ok, bạn yên tâm rồi. Bạn biết là người này ok rồi. Thế còn nếu mà mở không thì phát triển bản thân cứ thế thôi, đi làm thì cố gắng, hôm nay nó phải tốt hơn hôm qua, và tốt kiểu gì.
Thì đến đấy ra việc gì làm tốt nhất là được. Thôi ông này hỏng rồi. Quan niệm như vậy hỏng rồi. Đấy. Đấy nhá. Các bạn thấy không à? Đấy thì đấy ta mới biết được bánh xe cuộc đời. Được chưa? Thế thì đấy vài cái chỉ số mà lưu ý rồi. Cái chỉ số phát triển bản thân này mà cứ để mà cứ bậc này là cứ thế là đi ngang và xuống dốc, hoặc là nếu mà đang nghèo thì sẽ nghèo bền vững. Tránh xa cái thứ này ra. Ví dụ như bạn Ngân thân mến. Ai nhỉ? Thường đây này. Theo em thì Thượng Đế, tại sao Thượng Đế lại đặt não của con người lên đầu mà không đặt xuống đầu gối? bởi vì nếu mà để cái bể nước trên này thì nó chảy nước xuống nó nhanh hơn. Nếu mà để nước ở dưới này thì làm sao mà lại phải tốn điện bơm lên. Thế não mới được lên trên đầu chứ não đừng đặt xuống đầu gối. Đấy. Thế rồi thế này các bạn thân mến này. Thế nếu đặt là bạn thường của chúng ta đặt lên sức khỏe trên vút cao ngàn thế này, nhưng sau đó thì bạn ấy lại đặt phát triển bản thân từ dưới này, thì theo các bạn bệnh đến từ đâu? Bệnh đến từ tâm. Nếu mà gì vợ chồng bạn cãi nhau, con bạn bị gì đấy, mẹ bạn mất kết nối, kinh doanh thua lỗ và thất bại, bạn có sức khỏe không? Bạn có chạy thể dục bằng rời, tập yoga bằng rời, sức khỏe không có được. Đấy chưa các bạn thân mến, hãy chú ý điều này nhá. Đấy chưa các bạn thân mến, rằng là khi ta biết được cái bí mật này thì nó giống như việc là tôi giao chúng ta có một cái cuộc thi ấy. Có một cái cuộc thi là có một cái cửa kia thôi. Thế và người ta quy định là trong 2 giây bạn mở được cái cửa đấy thì trong đấy là một kho vàng, trong đấy là 1 triệu đô và giao cho bạn 6 chìa khóa. Đúng không? Và nếu bạn biết chìa khóa thì bạn đúng 2 giây phách phát ra ngay. Bạn cầm ra, đưa cho phát bạn biết nó rồi, bạn cầm lên nó rồi. Bạn vào mở xoạch phát ra thì tiến vào. Nhưng mà sau đó bạn bảo cái nào nhỉ? Xong bạn phải thử. Thì chưa xong cái thứ nhất thì đã hết giờ rồi. Đấy, nếu bạn biết thì nó đi rất nhanh. Thì cuộc đời bạn sẽ nó sẽ hoàn toàn khác. Được chưa? Và các bạn thân mến, vì không biết điều này cho nên rất nhiều người đã gì? Nào, tập trung vào tiền, bởi vì là cứ có tiền là có tất cả chẳng hạn thế. Thế thì bắt đầu là bánh xe nó sẽ thế này. Rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Bánh xe đi thế nào? Đập vỡ hết tất cả luôn. Đập vỡ gia đình. Đập vỡ mối quan hệ. Đập vỡ sức khỏe. Bởi vì đến đây nó kênh lên cái xong đập đến bụp một cái xuống mà. Có chuyện trên giấy trên thị trường không? Đúng rồi. Khi thành công rồi có khi là bắt đầu bị bệnh ca là vừa. Đúng không? Khi thành công rồi thì bắt đầu nhà bắt đầu hậu phương bắt đầu nát là vừa. Đấy. Thấy không à? Ừ. Có người thì thế này. Tập trung cho sức khỏe cơ bắp thật lớn mà. Thế xong là lấy được một cái cô rất là xinh và ôi anh cái to lắm. Thầy Nguyễn Thẩm Dương, Lê Thẩm Dương hay nói rồi đấy. Ui, chứ ta sao mà lấy nó? Ui, anh cái to lắm. Đấy. Thế xong về mấy tháng sau đúng là anh ấy đi, đúng là anh ấy chỉ đi quảng cáo Vinamilk được. Thất vọng. Đúng không? Quảng cáo Vinamilk là gì? Chúng tôi là gì? Chúng tôi là những con bò. Yeah. Bởi vì thay vì thời gian là mình phải đi rèn vào cái não này để mình ấy, thay vì thời gian lại cứ thế này. Thế ra vào đi bán hàng đi xong chẳng hạn cứ thế này xong khách hàng mua hàng. Không thể biết được. Yeah. Thế thì trong khi đi ra đường nó cứ thế này, đi thế này, ai mua hàng. Sức khỏe cân bằng hài hòa. Đấy. Trừ khi ngay kể cả những ông tập gym nổi tiếng nhất thế giới thì cuối cùng ông phải đi đâu? Đóng phim. Thì mới có tiền. Chứ đứng ở phòng tập đấy mà tập làm huấn luyện viên gym thì làm gì có tiền. Mà huấn luyện viên gym thì nó cũng chỉ đến 30-35 là cùng chứ. Rồi đến 38 cái bắt đầu là nhăn nheo rồi ai đến tập ông nữa. Đúng không? Làm sao ông nâng được cái quả tạ thế? Làm sao ông trông mặt hoa ra phấn đi nữa? Đúng không? Đấy, cho nên khi ta chọn lựa sai thì nó rất nguy hiểm với cuộc đời chúng ta. Rồi, ok. Vậy các bạn đã biết rồi nhá. Vậy thế thì bây giờ thế nào là một chìa khóa đúng? Thì đây là một chìa khóa đúng này, các bạn này. Công thức triệu đô.
bắt đầu cho giai đoạn của bạn là từ 25 đến 40 tuổi. 25 đến 40 tuổi. Đấy nhá, 25. Cho nên bạn nào mà dưới trong phạm vi này thì ok may mắn, mà đang ở khoảng 25 tuổi, 23 tuổi thì lại may mắn khủng khiếp luôn. Rồi. Số 1 của bạn. Ưu tiên số 1 là sự nghiệp. Đấy, ưu tiên số 1 là sự nghiệp. Số 2 là phát triển bản thân. Số 3 là hạnh phúc gia đình. Số 4 là mối quan hệ. Số 5 là sức khỏe. Và số 6 là hưởng thụ. Đây, thang thứ tự đây. Thang thứ tự. Đấy. Sự nghiệp như đã nói rồi. Nếu ta đặt sự nghiệp lên là số 1, thì cái tiêu chí nào để số 1? Tức là mỗi ngày phải tiến bộ 1%. Thì đấy là số 1. Sau đó thì đến bước số 2, phải đầu tư vào phát triển bản thân. Bao nhiêu tiền cũng phải dốc hết vào đầu tư phát triển bản thân. Chứ đừng dốc ra kinh doanh mà như vừa rồi tôi nói đấy. 500 triệu rồi cuối cùng 6 tháng sau là mất sạch. Rồi lại sang cái chỗ khác, rồi lại sang chỗ khác, rồi sang chỗ khác, mất sạch tiền giống như tôi mấy chục năm trước. Đừng có rồ dại như thế. Bởi vì nếu trong đầu ta mà không có cái kiến thức về kinh doanh thì bỏ bao nhiêu tiền ra ngoài cũng mất hết. Thậm chí như em thì hôm qua đấy, có tiền còn gì còn phải đi giấu giếm làm phức tạp hơn mối quan hệ lên cả. Đấy. Đấy nhá. Rồi. Bây giờ này. Tại sao chúng ta phải đặt sự nghiệp lên số 1? Bởi vì đây là một cái bảng chỉ số tôi phân tích cho chung nhất trên thị trường hiện nay. Để cho những người nghèo nhất người ta cũng có thể thực hiện được chiến lược này. Bởi vì có người sẽ nói rằng là bây giờ lương em 3 cọc 3 đồng, tháng có 8 triệu với 10 triệu thì làm sao em có thể đầu tư phát triển bản thân một tháng mấy chục triệu được. Rồi em là sinh viên thì làm sao mới giờ, em mới đi làm vừa tốt nghiệp ra trường thì làm sao em có tiền đầu tư phát triển bản thân. Thì bạn thân mến, nếu là cán bộ công chức tôi sẽ hỏi bạn làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ thầy Toàn? Từ thứ nào đến thứ nào? Đúng rồi, từ thứ 2 đến thứ 6 chẳng hạn. Rồi. Thế thì từ nếu mà họ làm việc công chức như vậy thì họ sẽ làm việc là từ bao nhiêu? Từ 7 rưỡi 8 giờ cho đến 5 rưỡi chiều đúng không? 5 giờ chiều. Từ 5 giờ chiều đi, 5 giờ chiều. Thế thì từ 6 giờ đến 11 giờ đêm ông làm gì? Nếu ông ấy đang nghèo thì ông sẽ làm gì? Ông về đi thiền. Ông ấy về đi đá bóng. Trong khi ông rất nghèo thì ông vẫn đi đá bóng và đi thiền. Vậy thì đang sử dụng thời gian thế nào? Đúng hay không đúng? Không phải đúng hay không đúng mà hiệu quả hay không hiệu quả. Trong khi gia cảnh thì vẫn đang nghèo. Đúng không? Thứ bảy chủ nhật ông làm gì? Ông về quê câu cá với lại chăn gà. Ông đang sử dụng thời gian đúng hay không đúng? Vậy thì thay vì những cái thời gian đó thì từ 6 giờ đến 11 giờ đêm thể như thầy Toàn ấy đi dạy thêm. Để tháng gấp đôi số tiền lương, tức là 15 18 triệu. Được chưa nào? Thầy đang thực hiện đúng cái bước này, bước nửa bước. Được chưa? Thứ bảy chủ nhật phải làm thêm để ra tiền. Và cái tiền đấy là tiền bắt đầu đầu tư phát triển bản thân, bởi vì lương cơ bản thì duy trì cuộc sống gia đình, nhưng làm thêm thì để đầu tư phát triển bản thân. Được chưa ạ? Đối với sinh viên thì học đấy từ thứ 2 đến thứ 6 ấy. Sau đó thì xin mẹ cái xe quay tàu ấy, xung một đội quân Việt Gâu, Việt Gáp ấy. Bắt đầu đi làm để lấy tiền đầu tư phát triển bản thân. Được chưa? Đấy, hoàn toàn từ sinh viên có thể khởi nghiệp một cách bình thường, rồi đó đầu tư phát triển bản thân. Thế thì đầu tư vào phát triển bản thân thì nói chung là đầu tư phát triển bản thân, thì nếu như bây giờ chúng ta là những người chủ gia đình rồi mà thấy rằng là kiểm lại chúng ta đã học thạc sĩ rồi, tiến sĩ rồi gì mà vẫn chưa đâu vào đâu cả, thì vẫn phải quay lại học lại từ đầu. Vẫn phải quay lại chiến lược này hết. Thế thì chiến lược này nó trong vòng 5 năm thì sẽ giúp ta kiến tạo được 1 triệu đô. Thì 1 năm năm nó bắt đầu từ như sau. Nào, năm thứ nhất này. Tôi giả sử rằng một người đang có một mức thu nhập là khoảng 250 triệu. Là mức trung bình một năm chưa? Ở Việt Nam ấy. Thôi cứ gọi là nghề đi xong đi làm thêm như vậy đi. Thì tạo ra thu nhập 250 triệu một năm đi. 250 triệu một năm thì một tháng bao nhiêu? 18 triệu bao nhiêu chứ? 20 triệu. Thôi 20 triệu một tháng đi. Đúng rồi, lương cơ bản bạn ấy 10 triệu. Và bạn đi làm thêm là 10 triệu nữa. Thôi thầy Toàn lên 15, 18 triệu cơ mà. Thì thôi mình cứ lấy chung là 10 triệu đi. Thì họ sẽ bỏ ra 50% của số tiền đó để đầu tư vào phát triển bản thân. Thế thì giả sử người này là 200,
50 triệu. Đầu tư vào phát triển bản thân của mình là 50%. Với số tiền đầu tư là bao nhiêu? 125 triệu. Rồi, 125 triệu thì bạn ấy bắt đầu đầu tư như thế nào? Đầu tư như thế này. Học ngay NLP Practice cấp độ 1. Cấp độ 1. NLP Master cấp độ 2. Để sở hữu tất cả mọi thứ, hiểu biết tất cả nguyên lý, sở hữu tất cả công cụ khủng khiếp. Và đầu tư về xây dựng thương hiệu. Marketing xây dựng thương hiệu. Đấy. Thế thì khi học về xây dựng thương hiệu, bạn sẽ biết cách thể hiện bản thân mình như thế nào trên YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Bạn thấy không? Tức là khi lên những kênh mạng xã hội như vậy, bạn phải biết bạn nói gì, nói có ai nghe không và người ta có follow theo bạn không. Nếu bạn không chuẩn bị những thứ này, bạn không nói được cái gì. Bạn chỉ nói được vài bữa, bạn đứt hết và thôi ngồi im và kênh đấy vứt đi. Nhưng nếu bạn học được cái này, rồi bạn bắt đầu trải từng cái kiến thức ấy ra, rồi sau là bạn đi coaching, câu chuyện coaching đấy bạn lại làm chất liệu bạn kể, thì bạn tăng tiến khủng khiếp trong cái năm đầu tiên này. Được chưa? Đấy, đây. Trong cái đó thì bạn bắt đầu chuẩn bị một lượng follow đi theo bạn. Được chưa? Và bạn kiếm được tiền ngay từ những thời điểm này rồi. Bởi vì tôi đã cam kết với bạn rằng rồi, nếu bạn đi theo cái chương trình này, thì tôi sẽ huấn luyện bạn trở thành bậc thầy trong việc coaching như vậy. Và mỗi phiên coach của bạn, bạn chỉ cần lấy 1 triệu một giờ thôi. 1 triệu một giờ để gì? Sau việc sau 2 tiếng đồng hồ bạn giải quyết được cái mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng đấy trong vòng có 2 tiếng, họ mất có 2 triệu, họ dám không? Có dám không? Thế thì một ngày bạn chỉ cốt cho 2 phiên thôi, một ngày có 2 người thôi. Để thu nhập 4 triệu một ngày thôi, bạn làm cho 20 ngày, 42 là mấy? Là 8. 80 triệu. Đấy. Được chưa nào? Thế thì để khách hàng biết đến bạn thì bạn phải biết xây dựng thương hiệu để bạn kể lại những câu chuyện đấy. Có hiểu điều này không à? Đúng rồi. Đấy, năm thứ nhất. Thấy chưa? Thế mà không phải đập ụt một cái là cái này. Mà bước đầu tiên này. Bước đầu tiên là bạn chỉ cần học cái khóa NLP Project đầu tiên. Thế sau đó thì bạn bắt đầu, tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách là ngay ngày đầu tiên thì bạn bắt đầu hút khách như thế nào rồi. Trên Facebook của bạn rồi. Bạn có khách ngay lập tức rồi. Sau đó bạn về bạn làm rồi. Thế sau đến đầu khoảng tầm gì? 6 tháng sau thì bạn bắt đầu mới gì? Bạn đi coaching để bạn lấy đủ tiền để bạn học lớp học thứ hai mà không cần phải bỏ thêm nữa. Đúng không? Được chưa? Sau đó bạn đi học cái này. Được chưa? Rồi, đến năm đầu tiên. Hay nhá. Bạn đã là bậc thầy của tất cả mọi thứ rồi, bạn các kiến thức của bạn đã vượt xa tất cả những người trên thị trường mình rồi. Năm thứ hai này, bắt đầu năm thứ hai. Thế mà tôi giả sử rằng khi bạn đã là bậc thầy như này rồi, thì bạn chỉ cần gấp đôi thu nhập của bạn đấy thôi. Tôi chưa cần phải gấp 3, gấp 5, gấp 7, gấp đôi thôi. Thế thì gấp đôi, nào, năm thứ 2 của bạn. Năm thứ 2, bạn thu nhập được 500 triệu. Gấp đôi đấy mà, 500 triệu. Đấy, 500 triệu. Bạn chỉ cần tăng tiến gấp đôi cái năng lực thu nhập của bạn lên thôi, gấp đôi thôi. Đấy. Ví dụ như là bạn đang ký được một hợp đồng một tháng, thì vì học được cái này và trở thành như thế này, thì bạn hợp đồng bạn đã được 2 cái một tháng. Thấy chưa? Nó có khả thi không? Đấy. 500 triệu một tháng rồi thì bạn bắt đầu dành này 40% để đầu tư vào phát triển bản thân. 40%. Nào, 40% ở đây có bằng bao nhiêu? 4 × 5 = 20, 200 triệu. Rồi. 200 triệu này bạn đầu tư học vào cái gì? Bạn học và đầu tư học vào cái nghề của bạn ấy. Cái nghề mà bạn đam mê ấy. Tìm cái ông thầy xuất sắc nhất Việt Nam. Đưa luôn cho ông cái số tiền này. Thầy, tôi muốn trở thành phiên bản của thầy. Bao nhiêu tiền thầy? Đấy, giả sử nó là cần này chẳng hạn. Cần này cấp độ nửa thôi. Xong bạn phải có 3 năm thì bạn mới trở thành tôi. Được rồi, thế năm đầu bao nhiêu? 200. Năm sau bao nhiêu? 200. Năm sau bao nhiêu? 200 nữa. 600. Chốt, ok. Thế là đi theo thầy. Thế là thầy làm gì là thầy hướng dẫn như vậy. Ví dụ như ông Phạm Thành Long. Ông cứ làm gì là bạn cứ sao chép 100%. Bạn trở thành Phạm Thành Long phẩy chẳng hạn đấy. Thế thì nếu mà Phạm Thành Long kiếm 100 tỷ thì bạn cũng kiếm được khoảng 60 tỷ thôi. Một năm. Đúng nào? Đấy. Cái này sẽ được dạy trong cái chương trình NLP. Có hết những cái chiến lược này mà. Rồi. Thấy chưa? Đấy nhá.
đầu tư toàn bộ số này. Nếu bạn muốn làm marketing marketer thì bạn cứ học cái này. Được chưa? Bạn sẽ thấy là cơ hội xuất hiện một cách khủng khiếp. Nếu bạn là chuyên gia marketing thì cái chat GPT vừa rồi nó xuất hiện thì bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền từ chat GPT rồi. Chỉ việc là hướng dẫn người ta làm lại cái chat GPT thôi. Bạn công nhận cái cơ hội nó có xuất hiện liên tục mà bạn không, vì cái kiến thức, kỹ năng bạn không có nên bạn không chắc cơ hội. Ví dụ này, ví dụ bây giờ rất nhiều người đang thích chat GPT, thế nhưng mà xem video thì họ không biết làm thế nào cả. Nhanh chóng sau 2 tuần ra luôn cuốn sách GPT từ A đến Z. Thế là bắt đầu từ thiết kế ra sao, hỏi nó những câu hỏi gì, để vào những việc gì. Cái cuốn sách đấy bạn xuất bản luôn, đúng không? Nhiều lắm các bạn. Rồi, thế nhá. Thế thì bạn đã có cái nền tảng này rồi. Thế là bạn vào cái nghề của bạn. Bạn muốn môi giới bất động sản thì bạn gì? Tìm ông nào thật ngon lành cành đào, Nguyễn Thành Tiến hay cái gì ở Việt Nam đấy, bạn đưa cho thầy, em muốn trở thành phiên bản của thầy, dạy em cái cách đầu tư tạo ra những miếng đất ngon nhất, đúng không nào? Nếu ai đó là gì, một chuyên gia tài chính số 1 ở Việt Nam về MOC, cơ chế vốn, thì bạn đưa cái số tiền này huấn luyện tôi đi theo thầy trở thành chuyên gia tài chính, để 3 năm sau bạn trở thành chuyên gia số 1 về tài chính, huấn luyện các doanh nghiệp tập đoàn kinh tế lớn. Cứ đi theo thôi. Điều đó cho thầy lấy lương, thế là lấy 3 năm sau thì bạn sẽ bắt đầu có cái kiến thức của thầy. Được chưa? Về cái câu chuyện điều đó đi theo thầy là thế này. Ngày xưa câu chuyện có thật đấy, Albert Einstein. Ông ấy đi thuyết trình tất cả các hội nghị diễn giả khoa học. Thế xong có một lần thì có một hội nghị rất quan trọng. Và bỗng nhiên thì Einstein bị cảm, không thể đứng dậy nổi. Thế thì cái bài thuyết trình thì đã chuẩn bị sẵn, mọi sự cần chuẩn bị sẵn rồi. Thế nên không biết làm thế nào được cả. Einstein bảo thôi ông cứ lên thuyết trình cho tôi. Thế thì tôi sẽ ngồi ở dưới, ngồi đến sau cái nhà. Thì lúc nào tỉnh thì tôi tính sau, ông lên. Thế là vì ông lái xe là đi với ông ấy mấy chục năm rồi mà. Thế là quen cái bài ấy rồi, thế là lên thuyết trình cho đúng rồi luôn. Tức luyện tử, lượng tử, chuyển hóa lượng tử là thế này. Thế xong có một nhận, sau khi bài thuyết trình xong được, tất cả hội trường đứng dậy vỗ tay, này. Thế xong có một tôi xin có ý kiến. Có ý kiến, vâng, thưa ngài tôi có ý kiến, chỉ một ý kiến duy nhất thôi mà. Vâng, ok. Nhưng mà thưa ngài, thế nếu mà thế này thì sao? Ôi, cảm ơn câu hỏi của ngài. Câu hỏi của ngài quá đơn giản đến cái mức mà đến lái xe của tôi cũng có thể trả lời được. Rồi bây giờ, nếu không tin thì tôi sẽ mời ông lên ra đây, là mời anh Thanh ra nói chuyện. Đấy, thế là xong. Đúng không? Ý muốn nói là bạn cứ dập khuôn cái của thầy là trở thành. Sao chép người thành công? Cách thành công. Nào, có phải là bạn cứ sao chép cái cách tôi ngồi đây trị liệu buổi sáng thì bạn sẽ trở thành không? 2 năm sau, không cần 2 năm sau, tôi thề với bạn, bạn chỉ cần 2 tháng sau bạn đã sở hữu bậc thầy cái kỹ thuật này rồi. Tôi cam kết bạn luôn. Tôi huấn luyện bạn, được chưa? Đấy. Rồi, tiếp tục này. Năm thứ 3. Nào, năm thứ 3, và thu nhập gấp đôi là bạn đạt 1,5 tỷ. Năm thứ 3 đấy. Gấp đôi mà. Đây này. Bạn đã là gì, bậc thầy của cái nghề này rồi, marketing rồi, môi giới gì rồi này. Thì bạn có thu nhập được gấp đôi lên không? À không, 1 tỷ thôi, 1 tỷ. 1 tỷ thôi. Bạn có thu nhập được như vậy không? Ví dụ bạn đi học marketing. Ví dụ như là Phạm Thành Long chẳng hạn, bạn bắt đầu vì bạn có cái này năm nhất rồi, năm thứ 2 bạn học được cái đấy, bạn tinh thông rồi. Bạn bắt đầu sẵn sàng chạy cho những chủ doanh nghiệp nào đó, chạy cho chủ doanh nghiệp nào đó. Bạn sẽ nhận ra được khoảng tầm 3 chủ doanh nghiệp độc lập, bạn bảo em sẽ làm cho anh phổ, cái phổ dịch vụ của anh, phổ hàng hóa của anh nó sẽ thế này, chiến lược nó là thế này, và của em là gì, 300 tiền công. Rồi các bước nó phải thế này, trình bày A đến Z, cái này. Đây này, theo anh thì các bước nó sẽ phải đi thế này, tạo phễu thế này, vì thế mỗi cái này nó sẽ có cần này tiền, và em phải thế này, vì thế cái chi phí của em nó là cần kia tiền. Và bạn đã có ông thầy đứng đằng sau rồi. Đấy, thế nếu mà bây giờ rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều những người ở ngoài kia, người ta rất cần ai đó chạy marketing thực sự hiệu quả. Bạn chỉ cần chứng minh rằng là nếu họ chạy hết độ khoảng tầm 300 triệu hay 500 triệu thì bạn sẽ thu về cho họ độ khoảng tầm 5 tỷ hay là 2 tỷ là ok. Mà marketing thì nó chạy cho đến bình thường mà, đúng không nào? Nó có tỷ lệ chuyển đổi hết rồi. Đấy nhá. Thế thì khi bạn thu nhập được 1 tỷ rồi thì bạn bắt đầu rút về đầu tư phát triển bản thân là 30%, thì là 300 triệu. 300 triệu bạn bắt đầu đi học các kiến thức cao cấp hơn. Nào, bắt đầu này. Blair Singer, bán hàng,
John Maxwell, cấp độ lãnh đạo. Rồi T. H. Baker về tư duy triệu phú. Cứ hết đủ 300 triệu rồi đi, học đi. Ông nào cao cấp hết, học hết đi, năm thứ 3. Đấy, học lãnh đạo, học đủ thứ đi. Khi bạn đã có cái nền tảng này rồi, bạn đã trở thành bậc thầy của cái này rồi, bây giờ bạn lại đi học cái này nữa. Bạn đã bắt đầu trở thành một nhà huấn luyện doanh nghiệp chưa? Bắt đầu chưa? Trong khi đó thì bạn đã biết xây dựng thương hiệu và bạn liên tục bạn nhả trong 1.000 ngày rồi. Bạn có phải điêu luyện tất cả ngôn từ này rồi không? Rồi. Bạn lại thu nhập được gấp đôi. Vì tất cả những kiến thức khủng khiếp này bạn lại thu nhập gấp đôi nữa. Thì bạn lên được 2 tỷ. Nào. Năm thứ 4 bạn thu nhập được 2 tỷ. Năm thứ 4 đây. Thu nhập được 2 tỷ. 2 tỷ bạn rút về 20%. 22 là 4. 400 triệu. Đấy. 400 triệu. Bạn đi tìm tiếp cái kiến thức gì mà bạn chưa học của những bậc thầy xuất sắc nhất thế giới, bạn học tiếp vào đây. Ví dụ như là MOC, cơ chế vốn. Rồi, bạn học về tâm linh. Tâm linh kinh doanh. Đấy. Ai dám học 400 triệu? Chả ai dám học cả. Cho nên bạn học được nó là những bí mật, bí quyết. Người ta sẽ phải nghe của bạn. Được chưa? Bạn cộng mấy cái thứ này vào, bạn khủng chưa? Trả lời hết mọi thứ rồi. Đấy. Rồi, năm thứ 5. Bạn gấp đôi nữa. Năm thứ 5 bạn kiếm được 4 tỷ một năm. Bạn rút về 10%. Giờ đây cũng 400 triệu, 40-40 mà, 400 triệu. Cái thứ này là bạn phải đi Mỹ, đi Sinh rồi đi Australia để bạn học cái thứ gì rồi. Ở Việt Nam không có nữa rồi. Đấy, đi ra nước ngoài rồi. Vậy thì bạn thân mến, 5 năm cái chìa khóa của bạn vào đây. Bắt đầu từ 38-40 triệu. Hoặc nếu song sinh một chút thì bắt đầu từ 120 triệu. Để bạn trở thành con người như này. Thấy chưa? Cái bánh xe cuộc đời lúc đầu tôi vẽ ra có đúng cái thứ bạn hình dung ban đầu không? Hay nó lệch đi rồi? Cái cách của tôi phân tích nó khác đi rồi. Đúng không? Thấy nhớ. Thế thì bạn thân mến, lúc này bạn đã trở thành một nhà huấn luyện doanh nghiệp rồi, thì lúc này bạn bắt đầu đi mua doanh nghiệp không đồng để trở thành triệu phú. Ví dụ như là cái nhóm tài chính ở đây thì ok, càng ok. Bởi vì lúc này là bạn mới thấy rằng là ở ngoài kia rất nhiều chủ doanh nghiệp đang bê bết doanh nghiệp. Bạn bắt đầu đến kết nối tìm hiểu, bạn bắt đầu vào hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiệp hội doanh nghiệp trẻ, rồi bạn bắt đầu vào BNI, bạn bắt đầu vào những cái tổ chức doanh nghiệp, bắt đầu bạn mới kết nối. Và bạn sẽ tìm hiểu xem doanh nghiệp họ làm sao và bạn chọn những cái miếng mồi ngon nhất là bạn bắt đầu. Ví dụ một doanh nghiệp họ đang bê bết trong bối cảnh hiện nay thì bạn sẽ nói với họ rằng: bạn thân mến, sau khi nghiên cứu doanh nghiệp của bạn, tôi thấy là doanh nghiệp của bạn là số nợ và số tài sản của bạn là ngang nhau. Và nếu như bạn không có động thái gì thì ngân hàng nó niêm phong của bạn, thế là xong, bạn mất sạch. Nhưng tôi sẽ có giải pháp cho bạn. Trong vòng 3 năm tới tôi sẽ vực doanh nghiệp của bạn vừa hết nợ mà nó bắt đầu phát triển trở lại. Bạn có muốn như vậy không? Đấy, thế mà nếu không thì sao? Và nếu không thì bạn chả mất gì cả. Tôi vẫn chan cho bạn, bạn vẫn có tài sản vào lúc đấy mà tôi lại không lấy đồng nào cho bạn. Còn tôi thành công. Mà thế nếu thành công thì thế nào? Và nếu thành công thì tôi lấy 30% cổ phần. Đấy. Thế giả sử chúng ta các bạn là một doanh nghiệp mà nợ và nợ ngân hàng và tài sản nó ngang nhau rồi, bây giờ có một ông vào cứu như vậy, xong là ông sẽ vực thành công doanh nghiệp trong 3 năm tới và bắt đầu tăng trưởng một cách bền vững, vẽ ra kịch bản nó rõ như là bên kia. Thì bạn có đồng ý với phương pháp là 30% san ra không? Nếu không đằng nào bạn mất sạch rồi mà. Đúng không nào? Đồng ý ngay lập tức. Đúng không? Thì bạn bắt đầu mới xem cái doanh nghiệp đấy quy mô kiểu gì, thị trường kiểu gì, thì bởi vì bạn có kiến thức thì bạn mới đọc vị được cái đó. Để bạn mới chọn doanh nghiệp ngon để bạn vào. Được chưa? Thế thì bạn có biết không, khi bạn bắt đầu chấp nhận học những khóa học là 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu này thì cái mối quan hệ của bạn nó khủng khiếp vô cùng rồi. Bạn đã ở một cái tầng cao của mối quan hệ rồi. Ngôn từ của bạn có thể mượn được vốn rồi. Ngôn từ của bạn đã được mượn được nguyên liệu, mượn được kho bãi rồi. Thì khi bắt đầu là gì, bạn có trình độ như vậy rồi, bạn nhận được cái deal như vậy rồi, bạn bắt đầu gọi mấy ông anh phù hợp đây. Anh ơi, em có một deal này ngon, anh em mình làm. Anh chỉ cần đảo nợ, ông anh ngân hàng, anh chỉ cần đảo nợ cái số này cho em, tài sản cái này anh có thể gồng lên được.
Thế thì doanh nghiệp này vẫn đang sản xuất tốt, thị trường vẫn đang ok, hợp đồng vẫn đang ok, anh đảo đi cho nó ok. Tốt, còn đây này anh nhìn đây là sản phẩm nó tốt như thế này này, mà không là này. Thế thì bên ông anh đang sản xuất cái này thì em sẽ cung cấp cho anh cái này và anh trả trước cho một khoản thế này, anh trả chậm thế này, em thì mượn vốn bên anh nguyên liệu thế này. Bởi vì bạn đã học được những thứ này của những bậc thầy rồi này. À còn chưa liệt kê vào đây là Jay Abraham nữa, chuyên gia tăng trưởng doanh nghiệp 9 lần nữa. Jay Abraham. Dạ, cho còn kiến thức nữa. Thế thì bạn chỉ cần gì? Làm cho 3 doanh nghiệp như vậy thôi. Trong 5 năm bạn có 1 triệu đô hay là 3 triệu đô? Sau 5 năm. Tùy năng lực của bạn, nhưng best nhất là 1 triệu đô. Được chưa nào? Không có gì bí mật đúng không? Chỉ có những thứ sao? Bạn chưa học. Không có gì bí mật cả, chỉ có những thứ bạn chưa học. Ừ, thế tất nhiên bạn, đây là một kế hoạch nó cực rõ ràng, nhưng sau này bạn phải hành động. Và khi hành động thì vì cái đám mây, vì sự non nớt của câu chữ, vì sự non nớt của năng lực. Ừ. Nhưng mà với cái quá trình tiến thân này, và nếu bạn sinh hoạt trong một cộng đồng có một người thầy cốt dẫn đường nữa, thì kế hoạch này nó nhẹ như lông hồng ngay. Khi vướng thì bạn chỉ cần hỏi thầy ơi cái chỗ này giải quyết thế nào là xong ngay mà. Thì bạn đã có bao nhiêu bậc thầy của những chương trình này rồi. Hỏi một câu là xong. Rồi bạn đã có một cái cộng đồng lớn của bạn nữa. Của những cộng đồng chất lượng như thế này. Và nhóm tinh anh rồi. Thì câu chuyện là 1 triệu hay đến 3 triệu là tùy bạn. 1 triệu hay 3 triệu. Thì đây mới chỉ là giai đoạn 1 từ 25 đến 40. Nó còn cái giai đoạn 2, nó thịnh vượng gấp 10 đến 100 lần giai đoạn 1 nữa. Lại có một chìa khóa kiểu khác cho giai đoạn 2 từ 40 đến 90 tuổi. Đấy. Nó như vậy đấy chị. Bạn thấy khả thi không? Khả thi không? Đúng chưa? Đấy, em là một người may mắn.